Mình vừa đáp xuống Atlanta. Bây giờ mình chỉ có 2 tiếng để tới Pháp, tìm chuyến bay tới Pháp. Chà, xuống đây lạnh quá. Bây giờ mình chỉ còn 2 tiếng để tìm chuyến bay xuống Pháp. Hơi lạnh. Mình bay từ Pensacola xuống. Cape Clem, New Auckland. Terminal. Chưa biết đi cửa nào này. Atlanta. Phải chạy nhanh không biết. Đây là cái lần đầu tiên đi sân bay này, cho nên là chưa biết đi đường nào. Ground transport. Để hỏi coi. Vừa hỏi cô nhân viên làm việc ở đây, vậy là cô nói rằng là mình cứ đi thẳng cái cổng này thôi. Phải kiếm cái bảng monitor để xem cái cổng của mình là ở đâu. Hiện tại đang là ở Atlanta, đang là 6 giờ tối, rất là đông. Bây giờ mình sẽ phải kiếm cái cổng của mình. Ở đây à. Và dashboard đây à. Air from AF. International.
con. F689 F05 kết. Kết F689 đi Paris à. Khởi hành đi vào lúc 8:30. Cổng số F5. Đây, sau khi nhìn bảng, cái bảng treo này, cái chuyến bay của mình thì mình sẽ phải đi đến cổng downstairs F, terminal F là phải đi xuống dưới á, cổng AF AB đây, culture terminal F đây, đi xuống dưới. Vậy là mình còn 2 tiếng, mình đã tìm ra cái cổng của nó là cổng F5. Bây giờ là mình còn 2 tiếng nữa để mình di chuyển. Cũng là lần đầu tiên mình đi quá cảnh tại Pháp, cho nên là cũng hơi sợ một chút. Tìm đến cổng F nha. Rồi nhìn thấy một cái bảng. Ồ, đi tàu điện F này. Đây, có một cái ga tàu ở đây. Mình sẽ phải chờ tàu. Mình đi đến cổng F. F. Lên tàu nha. Next train. Cổng F. Hiện tại là đang ở stop C. Mình tìm đến cổng F. Mới đến cổng C thôi. The next stop is for D gates. D as in David. You need it? ATL's got it. No matter your workplace, we have something for you. A layover presents an opportunity. Đến cổng F rồi mình sẽ ra khỏi cổng F. And we hope to see you again soon. Welcome to Atlanta. Hiện tại cổng của mình là cổng F và tìm cổng số F5.
đi hơi bị uốn lượn. Rồi mình bắt đầu ra khỏi tàu, kiếm cổng số 5 thôi nào. This train is going out of service. Please exit. Đi ra khỏi tàu là mình sẽ phải kết đây rồi, sẽ phải lên thang máy, nó sẽ hướng dẫn là từ cổng F1 đến F14. Ra khỏi chuyến bay là sẽ có nhìn thấy một cái hàng tàu nữa đối diện là chuyến đi ngược lại mọi người nha. Mọi người đừng có dại gì mà đi ngược lại nha. Rồi ra khỏi đến tàu, ra khỏi tàu là mình rẽ hướng bên tay phải và đi lên thang máy. Nó sẽ có cổng từ F1 đến F14. Cổng của mình là F5. Hụt hơi quá, mệt quá. Các bạn, thời gian là chỉ có 2 tiếng để mình tìm cổng thôi, cho nên là phải đi nhanh, không sợ lộn đường. Đây F, nhìn lại cho chắc đi. Cổng của mình xem nào. Miami, New Auckland, Orlando, Phoenix, San Fran. Dallas. Nào đây là tìm như hình như có vẻ trong nội địa, trong đi đến các bang của Mỹ. Lên tiếp thang quấn thứ 2. Rồi mọi người sẽ thấy một cái bảng dashboard này. Đây là nếu mà mình đi cổng F12 đến F14 là sẽ đi bên trái, còn đi cổng F1 đến F10 là sẽ bên tay phải. Mình là sẽ bên tay phải. Cha cha, có một chiếc xe đã chờ đón mình. Ok, đây là quang cảnh đi cổng. Nếu bạn nào muốn mua hàng miễn phí thì đi vào đây, hàng miễn phí thuế Ayapoche. Thôi đi kiếm, đi nhanh kiếm cổng đi không muộn. Đây mình rẽ bên tay phải. Thực ra kiếm đường như này cũng không phải là khó lắm. Nếu mà các bạn mà không tìm thấy đường thì các bạn có thể hỏi nhân viên ở đây. Họ cũng rất là nhiệt tình, họ hỏi mình là mày có muốn wheelchair không? Để nó đẩy đi mà thôi. Mình đi được. Ok, mình kiếm bản dashboard này nha. On time rồi cơ. Của mình là cổng 05. Đây rồi. Đã bắt đầu tìm thấy các cổng. Cổng số 8 này.
giờ của mình đi là lúc 8 giờ và hiện giờ là bây giờ mới có 6 giờ rồi. Sân bay Atlanta rất là đông. Mình vẫn tiếp tục đi thẳng. Mỏi chân quá. Ây da. Đi sàn gạch này thỉnh thoảng giày nó vấp phải mà suýt té bề mặt. Đây rồi, cổng của mình đây rồi. F5. F5. Đây à. Mình ngồi chờ thôi, mệt quá. Nhìn lại cổng. Xem cổng Paris của mình kìa. 6 p.m. on time. Của mình là 8 giờ 30 on time. Ok, ra hỏi. Ra hỏi coi. Zone, zone 3, zone 4, zone 5 là cái vẹo gì không biết. Hình như là mình là zone mấy ạ. Để mình tìm chỗ ngồi cái đã. Mệt quá. Mình kiếm chỗ cả nhà.